Ôi mùa thu, cái mùa u ám đã che sạp đời ta một thời quá khứ. Anh đã đến với em như cánh chim miệt mài ngày đêm bay về tổ trên núi xa. Và lòng anh giống như chiếc thủ cầm đã vì em ngân tiếng. Tôi tìm cái mình không thể có, và tôi có cái mình không thể tìm. Tôi đã lạc lối trong em mấy mùa say đắm. Xin hãy giải thoát tôi khỏi những sợi dây ràng buộc âu yếm của tình em. Xin hãy mở toang hết những cánh cửa của quá khứ để thuyền tôi có thể nương gió lãng quên. Chúng ta đang ở trong những ngày của mùa thu, với âm thanh quen thuộc của chương trình Nhạc Chủ Đề do Nguyễn Đình Toàn thực hiện và biên soạn vào thập niên 1970. Đây xem như là cuộc hành trình trở về với kỷ niệm, trở về với quê hương. Chương trình Bước Chân Dị Vãng mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào cõi thơ, cõi nhạc của Nguyễn Đình Toàn. Kính thưa quý vị, Nguyễn Đình Toàn là một tên tuổi lớn của nền văn học nghệ thuật Việt Nam trước năm 1975. Các tác phẩm của ông đã được in trên các tạp chí như Văn, Văn Học hay các nhật báo như Chính Luận, Xây Dựng, Tiền Tuyến, v.v. Một trong những đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Đình Toàn đó là việc phát triển nền tân nhạc qua chương trình Nhạc Chủ Đề mà ông đã biên soạn trước năm 75. Sau năm 75, một trong những đóng góp cũng không kém quan trọng đó là những nhạc phẩm do chính ông sáng tác, mà tiêu biểu là ca khúc Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, hay còn gọi là Nước Mắt Cho Sài Gòn. Ca khúc Căn Nhà Xưa cũng là một trong những nhạc phẩm hay của ông Nguyễn Đình Toàn. Mưa Trên Cây Hoàng Lan, Mai Tôi Đi, v.v. đều là những ca khúc hay về mặt nhạc thuật cũng như là về lời ca. Hôm nay, Jimmy rất may mắn được nhà văn, nhà thơ kiêm xướng ngôn viên Nguyễn Đình Toàn dành cho buổi tâm tình ngay tại tư gia của ông. Chương trình được thực hiện vào tháng 10 vừa qua. Mời quý vị cùng với chúng tôi cùng đến thăm nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Toàn. Trùm Spa International hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Tôi đã bám lấy đất nước tôi bằng sức người vô hạn. Bằng sức người đầu đội trăm tấn bom, tim mang nghìn dấu đạn. Tôi đã đổ mồ hôi, đổ máu tươi để mong ở lại đây. Dù thế nào cũng ở lại đây. Nhưng đất đã đỏ vì bị nung bằng những lời dối trá. Cùng cay đắng người lừa nhau, trời đất còn bừng mặt thảm thương. 30 năm cuộc tương tàn chưa đủ, người giết người không kịp mở mắt trông. 30 năm mà người như rác cỏ. Xin chào bác. Bác khỏe không bác? Dạ. Cảm ơn, tôi cũng bình thường. Dạ. Đến cái tuổi khó mà khỏe được. Dạ. Dạ đúng rồi. À, có thể nói là bác là một trong những nhà văn, nhà thơ trọng tuổi mà còn ở với những người yêu thơ. Vâng. Nó lứa tuổi tôi và trước tôi một chút thì dạ.
chẳng có lại mấy người đâu. Dạ đúng đúng rồi thưa bác. Là những chiếc ra cuối cùng. Thưa bác, khi mà con được nghe những bài hát của bác sáng tác nè, cũng như là những bài thơ thì con rất là yêu thích. Đặc biệt là có một bài thơ mà hôm nay con muốn hỏi bác, đó là bài Khi Em Về đó. Thì bác sáng tác bài đó trong trường hợp như thế nào? Cái bài này tôi viết là lúc còn nhỏ lắm đó. Dạ. Mình đang học trung học. Trung học. Thế mà thì thích thì cứ biết. Dạ. Chẳng có một cái gì đâu. Dạ. Chứ không phải là viết cho em nào hết hả? À, như là những câu thơ trong bài Khi Em Về mà Jimmy còn đọc và còn nhớ được là: Khi em về trời xanh gió mát, con đường mòn thơm lá mục quê hương, vườn cải ngỗng rủ ong bướm về sân, anh nằm đây buổi trưa và tiếng nắng. Vườn cải ngỗng. Ngỗng, có biết cải ngỗng là cái gì không? Dạ không, con định hỏi bác. Là cái cây gài mà nó gần về già rồi, nó cao hẳn lên này, nó ra hoa đó. Ta gọi cái đó là cải ngỗng. Cái cải đó chỉ ở miền Nam có không bác, là miền Bắc thôi? Rau cải, đó là rau cải. Bởi vì hôm nay được biết thêm chi tiết này, rau cải ngỗng. Mặt đất mềm bước trên năm chặt đó. Dạ vâng. Lá tre vàng. Thu vàng. Lá thu vàng. À, dồn thổi. Mùa thu đi. Gió thu vàng dồn thổi mùa thu đi. Đã hay quá. Đâu quá tôi cũng lâu. Nhớ như vậy là rất là hay rồi. Còn nhắc về cái sự nghiệp mà viết văn của bác đó, thì con được biết là bác cũng cộng tác với tạp chí Văn trước năm 75 phải không? Dạ. Có, trước ngày xưa tôi có viết cho tờ báo Văn luôn à. Dạ, là viết dài hạn hay là viết cộng tác một thời gian? Tôi là gần như là mấy cái người đầu tiên lập ra cái tờ. Điều hành thì là lúc giờ là Trần Phong Giao. Dạ. Anh ấy làm thư ký tội phạm. Dạ. Còn tôi phụ giúp anh ấy đọc bài thì mày khác đấy. Cái tạp chí Văn đó là cũng hoạt động tới năm 75 mới chấm dứt phải không ạ? Nhưng mà phải qua mấy tay. Qua Trần Phong Giao rồi đến Nguyễn Xuân Hoàng. Nguyễn Xuân Hoàng là Mai Thảo. Những lúc đó thì bác còn cộng tác không hay là đã hết rồi? Tôi không được cộng tác gì. Dạ. Tôi không làm dứt khoát cho tâm mật ta nữa. Dạ. Cái đầu tiên mà tôi biết là Nhật Báo, Tự Do. Tự Do. Dạ. Còn thấy bác còn viết cho tờ Tiền Tuyến rồi Xây Dựng nữa phải không? Đúng rồi. Dạ. Thì cái lúc bây giờ thì họ cứ đến nhờ thì thích thì biết thì thôi. Dạ. Hình như còn có tờ Chính Luận thì phải? Có, tôi viết trên Báo Xây Dựng nữa. Báo Xây Dựng, dạ. Là viết về chuyện dài hay là viết về chuyện ngắn hay là viết tiểu thuyết? Dạ. Cái quần áo bông phai. Dạ. Tôi viết cho Báo Xây Dựng này. Ồ vậy hả bác? Viết hàng ngày đấy. Dạ. Con có được đọc cái áo mưa phai của bác thì thấy cả cái hình ảnh của Hà Nội rất là đẹp. Bác viết cái áo mưa phai đó là thời năm 54 hay là viết thời điểm nào ạ? Sau này vào Sài Gòn mới viết đi. Dạ. Mới viết. Dạ. Nó cũng giống như là cái quân đồng cỏ ấy. Nó cũng như là một cái báo hiệu của sự, cái kia là mất Hà Nội. Dạ. Còn cái đồng cỏ ấy là cái dự báo về mất Sài Gòn. Đáng nhẽ nó phải có quân thứ ba nữa, tức là ra khỏi nước Mỹ này. Nhưng bây giờ sức khỏe không còn, không làm được. Mà bác cũng đang viết dở dang hay là cũng chưa viết luôn? Chưa. Dạ. Tôi muốn viết cái khúc cái ngày mà tôi mới làm mà làm ngày thì kịp. Thì dạ. Không kịp nào. Dạ.
Bởi vì lần mà mình không được khỏe, trí nhớ không được tốt ấy. Dạ. Dễ đánh lộn lắm. Dạ đúng dễ đúng. Dạ. Ồ, vậy thì coi như là Áo Mơ Phai là một cái điềm báo về cái sự mất Hà Nội trong tác phẩm của bác. Còn Đồng Cỏ là một cái dự báo về mất Sài Gòn. Còn một cái tác phẩm thứ ba là cũng dự định viết nhưng mà chưa có hoàn thành được. Ở nhà nó phải nói là bộ ba đấy. Dạ. Qua mới một tin. Hình như là bác cũng hay có cái trường phái là viết là thành 2-3 cuốn hay là 2-3 tác phẩm liền với nhau. Riêng với Áo Mơ Phai thì độc giả của bác trước 75 nhớ rất là nhiều. Và đặc biệt là được giải thưởng của văn học nghệ thuật gì phải không bác? Dạ. Cuốn ấy được cái đề tài giải là năm 1973. Văn học nghệ thuật. Dạ. Hình như sau này bác cũng có in lại trong sách của bác. Có trong cái bộ truyền tập tiểu thuyết Amazon nó mới in, người Việt mới in thì có hai tập. Dạ đúng. Tập là ba cuốn, hai tập là 6 cuốn đó. Dạ dạ. Cô xin phép hỏi bác là Nguyễn Đình Toàn đây là tên thật của bác hay là bút tên thật? Tên thật. Tại vì con thấy có một bút hiệu khác nữa là Tô Hà Vân. Thì không, cái đó là lúc còn bé là... cái lúc là chưa biết nghe gì đâu. Dạ. Thì chơi thì bạn bè lấy đi đang lung tung ba. Dạ. Bây giờ cũng giờ báo hay đài truyền hình truyền thanh gì đó là tự thì cái tên Nguyễn Đình Toàn có độ 4-5 người chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ dạ, chắc cũng thấy có một phóng viên nữa tên là Nguyễn Đình Toàn. Có người hát xong rồi để Nguyễn Đình Toàn giống in luôn tên hình tôi lên khi tôi đón lên mình mệt quá chứ kệ. Dạ. Hồi bé bác có dự định là sẽ học nhạc hay là viết nhạc, sáng tác nhạc không chưa bác? Lúc bé tôi thích lắm, nhưng mà không được học. Không được học nhạc. Ừ. Tại sao là và gia đình hay là không lúc nhỏ nhà lúc ấy nghèo quá rồi mua cái đàn không nổi. Yeah. Dù là guitar đang nữa không nổi cô Ngọc. Dạ. Nhắc đến bác thì một trong những cái điều mà hôm nay con muốn nhắc tới là cái chương trình nhạc chủ đề của bác trên đài phát thanh. Mà cái chương trình đó khán giả yêu thương lắm. Với cái lời mở đầu là cái câu gì đó bác? Cô bây giờ không nhắc lại được nữa, già quá rồi. Thôi để con nhắc lại giùm cho nha. Hỡi em yêu dấu. Đó. Rồi mới nói một cái lời bạc vô bài hát. Hỡi em yêu dấu. Hãy làm cho tôi hiểu được rằng chẳng phải vì yêu em tôi đã ôm ấp một mộng phi thường. Tôi đã thiếu cẩn trọng để mộng va vào vòng khuyên rộn ràng em đeo phải rơi vào sầu não bi thương. Mộng vỡ tan thành những tiếng hát vu vơ rơi vãi dưới chân em. Thuyền tình tôi đã nổi chìm trong những đợt sóng cười cợt của em rồi ngấm đầy lệ và đắm chìm. Chỉ mình em có thể biến sự mất mát này thành điều may mắn cho tôi. Nếu khát vọng của tôi muốn lưu danh bất tử sau khi lìa đời đến nay đã tan từng mảnh, em hãy làm cho tôi bất tử ngay trên thế gian này. Được vậy, tôi sẽ chẳng khóc than những gì đã mất và cũng chẳng oán trách chi em. Hỡi em yêu dấu. Thì đầu tiên cái chương trình nhạc chủ đề đó là trên đài nào bác? Đài Sài Gòn, cái đó là chương trình đặc biệt của đài Sài Gòn. À, không dạ. Có đài nào có đâu. Dạ. Hình như bác cũng có một cái chức vụ trong đài phát thanh Sài Gòn trước 75 phải không? Tôi là cái sở chính của tôi đấy. Dạ. Tôi làm việc ở đấy. Dạ. Từ lúc bắt đầu ra đi làm là cho đến lúc 7 năm đấy. Bác bắt đầu làm ở đài Sài Gòn khoảng năm mấy á? Chắc nó vào độ khoảng 60. Dạ. Và lúc đó là đã có chương trình nhạc chủ đề hay chưa? Chưa.
mãi về sau tôi mới làm. Dạ. Khoảng 68 không bác hay là năm mấy? Không nhớ lắm nhưng mà làm lâu ấy, làm nhiều, làm dài lắm đấy. Dạ, dạ đúng, đúng là như vậy. Là cái chương trình này là mỗi lần phát một bài hát là bác là người viết cái lời giới thiệu. Dạ. Thì tôi cứ đến giờ thu thì tôi mới đến đài. Ông Nguyễn Phúc Huy ngồi đánh đàn thì cái piano không có gì đó, là tôi kê lên đấy tôi viết bài. Nhanh vậy đó. Cảm ơn bác thật là nhiều với những chia sẻ này. Tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người, bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chốn nào đó, một quê hương, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau. Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó kết hợp lại làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta. Em đâu ngờ anh còn nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngủ ngờ nhất của cái ngày sung sướng đó. Tiếng gió may thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng những giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố. Ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh một thuở thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng mà đôi khi vẫn còn đủ sức làm gian lên trong ký ức một mùa hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về, gió cuốn từng cơn nhớ. Anh bỗng nhận ra anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố. Thưa bác, cái chương trình mà nhạc chủ đề của bác đó, thì cái chương trình đó đầu tiên là phát vào ngày thứ mấy trên đài thưa bác? Không nhớ rõ lắm, nhưng là dạ, chắc là thứ năm. Thứ năm. Tối thứ năm. Dạ. Nó phát hai lần. Phát hai lần. Thứ năm rồi đêm thứ năm vào 1 giờ sáng và thứ sáu. Ồ vậy á, phát hai lần. Dạ. Mà chương trình thời đó đó là mỗi lần mà bác có được train như là được hướng dẫn để làm sứ ngôn viên hay không, hay là bác tự bác tìm hiểu bác làm sứ ngôn viên thôi? Tôi làm. Thì sau này tức là lúc đài ngày xưa nó tuyển, cũng có tuyển nhân viên cũng thi vào rồi nói, nhưng mà những cái người làm trước lấy kinh nghiệm đó để tuyển người về sau. Phải đến khoảng khi ông Nguyễn Ngọc Minh ông về làm giám đốc ấy, thì đó mới có lớp hàn hỏi ấy, có đào tạo đàng hoàng, nhờ các giáo sư, những người mà làm nghề đó ở ngoại quốc họ sang, họ công tác lại, họ hướng dẫn. Mà nhắc đến cái thời gian mà bác làm cái chương trình nhạc chủ đề đó, hình như bữa bác có kể con là muốn nói nhỏ nhẹ là phải kê cái microphone phải không, có cái chiêu vậy đó. Ừ, thì cái đó cứ làm đi mình có kinh nghiệm. Cái việc một cái máy và mình cũng tùy người. Ngoại quốc thì họ có phòng vương như thế là họ có kỹ sư âm thanh. Đúng rồi. Người ta ngồi ngoài. Người ta chỉnh. Thì mình nói người bên ngoài người ta nghe gần tí nữa đi, xa tí nữa đi, hay là mạnh tí nữa đi, hay gì đó đi. Thì nghĩa là người ta chỉ. Chứ còn tới lúc tôi làm là tự mỗi người sáng tạo ra. Tự mỗi người tìm cái cách nói cho nó đúng ý để thế thôi. Hình như là muốn nói nhỏ nhẹ là bác cũng hay nói thỏ thẻ đó, lúc thỏ thẻ phải gần lại. Ừ thì cái đó bắt buộc rồi. Nhưng mà thì lại khó, cậu đang nói một cái bằng cái cường độ nào đó mà gần lại mà không biết giữ lại thì tự nhiên nó phá mất cái không khí.
Mà con bữa nghe bác kể là cái hôm mà ra mắt hay là làm cái đêm nhạc của bác đó, hình như cũng có một vị khán giả người ta đã nghe bác từ ngày trước 75 rồi. Cái là một kỷ niệm con thấy rất là đẹp. Con xin nhờ bác kể lại cái kỷ niệm đó. May ra vị khán giả đó vẫn còn còn nhớ, là bác vẫn còn nhớ kỷ niệm. Có ý đùa vui. Dạ. Là nghe chương trình của bác đó, phải không? Ừ, bà nói rồi bà nghe từ lúc bà mười mấy tuổi. Dạ. Ừ. Bây giờ bà mới được gặp. Ừ. Bây giờ bà bao nhiêu tuổi ạ? 71 rồi. Nghe từ 17 tuổi mà tới năm 71 mới gặp được chính tác giả giọng nói. Thì cái chương trình đó là những cái người nghe là bây giờ phải là tuổi 70 hết. Dạ đúng là như vậy. Dạ. Mà con nghĩ là chắc thời đó các nữ sinh hay là những cô gái mà nghe chương trình đó chắc cũng mơ mộng rất là nhiều. Dạ. Thì đúng cái tuổi đó nó lại ra cùng với luật mới đoạn nhạc của Trịnh Công Sơn với người ta quen. Đúng. Thành ra nó thành một cái phong trào. Dạ. Mà cũng trong cái những chương trình nhạc chủ đề đó thì bác cũng đã giới thiệu rất nhiều những tiếng hát như là Khánh Ly, Lệ Thu, Thái Thanh, Sĩ Phú v.v. Cái chương trình đó là cái chương trình mà Khánh Ly, Lệ Thu, Duy Trác mới định là có anh Tuấn cùng xuất hiện. Đấy. Yeah. Lúc giờ thì Khánh Ly với Lệ Thu thì Duy Trác thì trước rồi. Yeah. Khánh Ly với Lệ Thu là một lúc giờ cũng chưa nổi lắm đâu. Sau cái chương trình họ mới nổi lên nhiều lắm. Dạ. À, với cô Lệ Thu thì khán giả trước 75 nhắc nhớ bài Tình Khúc Thứ Nhất, một sự hợp soạn của Nguyễn Đình Toàn và Vũ Thành An. Thì con xin nhờ bác kể lại từ đâu mà hai người gặp nhau mà cùng đồng sáng tác bài Tình Khúc Thứ Nhất mà Jimmy đang còn giữ cái tờ nhạc đây. Cứ làm trước chứ. Rồi Lệ Thu tôi làm đài vì tôi làm đài phát thanh. Tôi quen biết hết. Dạ. Yeah. Thích họ lấy thấy hát thì đánh bài nào thành công thì yeah. Tự họ chứ không có. Dạ. Nhưng mà cái làm sao mà kết hợp mà sáng tác ra bài này? Không, cái này là tự tôi làm với Vũ Thành An. Dạ đúng. Dạ. Yeah. Còn về sau rồi xong rồi thì là thắng Lệ Thu mới lấy ra hát. Dạ. Yeah. Mà cái bài này là bác làm lời trước hay là nhạc sĩ Vũ Thành An làm nhạc trước ạ? Không. Có nhạc trước cái nhạc. Dạ. Trước. Đây là một bài thơ hay là bác đặt lời thôi? Viết lời. Dạ. Mà trong đây thì ta ghi là thơ của Nguyễn Đình Toàn, con cứ tưởng đâu là một bài thơ đã làm rồi. Thực ra thì là ý là một bài thơ, thế nhưng mà tôi xé cái bài thơ thành lời ra. Dạ. Trong đây thì con rất là yêu thích một cái câu. Con rất thích một câu là lúc môi chưa biết chối cho lời. Là sao là môi chưa biết dối cho lời là sao bác? Tức là chưa biết nói dối. Đơn giản thôi. Với biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai. Cái câu ấy là đối với nhạc Việt Nam lúc bây giờ là mới đấy. Đúng. Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai, những cánh rơi lẻ loi ngủ trong bóng đêm dài. Lời nào em không nói em ơi, tình nào không gian dối. Xin
chưa đổi thay. Chú ý, công ty sản xuất khẩu trang quy mô và tầm cỡ Doomspa International được Bộ Y tế và Bộ Công Thương phê chuẩn xin giới thiệu sản phẩm khẩu trang cao cấp 4 lớp với 2 lớp kháng khuẩn đạt tiêu chuẩn FDA, giá sỉ phù hợp đến tận tay người tiêu dùng. Khi quý vị mua 4 hộp khẩu trang mỗi hộp 50 cái, sẽ được tặng 4 chai hand sanitizer 16 ao của Hàn Quốc, free shipping, đặt mua hôm nay, ngày mai có hàng, 626-410-3946, Doomspa International kính mời. Hình như bác cũng đã tiên đoán trong cái tình cảm hay là trong cái nhạc của bác đã thấy được thiên tai. Dạ. À, đây là một trong những bài mà khán thính giả rất rất là yêu thích nhạc của ông Vũ Thành An và Nguyễn Đình Toàn. Hình như còn có một bài nữa mà hai người hợp soạn là Em đến thăm anh đêm 30. Em đến thăm anh đêm 30. Thì nó mới hay. Đúng rồi. Mới mùi. Dạ. Chứ còn anh ấy đến thì thường. Chính xác. Ngày xưa các cô mà dám bỏ đi đêm 30 đi chơi với bồ là liều mạng rồi đấy. 30 là 30 Tết ha? 30 Tết. Dạ, dạ. Trời sắp Tết hay là mình đang Tết à? Đó. Cái câu đó quá hay. Dạ. Bài đó cũng được rất nhiều những ca sĩ thâu. Và đó là bài Em đến thăm anh đêm 30 với tình khúc thứ nhất, là xem như là hai bài mà bác cùng với nhạc sĩ Vũ Thành An hợp soạn. Hình như thời trước cũng có một cái chương trình phát thanh gì chung mà bác với nhạc sĩ Vũ Thành An cùng làm phải không? Nhạc chủ đề đấy, lúc làm là cứ đề tên đánh. À. Đánh tên đánh, đánh chung. Dạ. Hình như còn có ông Đào Trường Phúc nữa. Đúng, bây giờ lúc bây giờ, nhưng mà lúc của tôi nó còn nhỏ, dạ. Bây giờ cũng già hết rồi. Dạ. Thưa bác, nhắc đến những cái tác phẩm của bác đó, thì con thấy là sau năm 1975 thì bác chuyển qua là bác chủ yếu là viết nhạc. Dạ, tại sao bác không tiếp tục viết văn và viết thơ tiếp? Không, văn tôi cho họ vào là họ cấm hết. Dạ. Bắt địch thu sách đốt hết thì. Dạ. Thì mình đâu còn có chỗ để cho mình làm việc nữa. Họ người ta không chấp nhận cái văn hóa, cái văn học ấy. Văn học, dạ. Thì cho nên bác không có viết tiếp. Dạ. Thì bây giờ mình chẳng còn có cái thế của mình đâu có thế gì khác. Ngoài cái thế là từ chối. Dạ. Không có cái cách khác. Dạ. Thì cho nên là bác chỉ viết nhạc thôi, chứ không có viết. Vì trước 75 bác có viết bài nhạc nào không, hay là sau 75 mới viết? Có, trước 75 tôi có viết, mình viết tôi đề lại không cho hát. Dạ. Yeah. Mấy cái bài, Đắng Đót viết là tôi viết trước 75 hết. Ồ, bài Chim Đắng Đót đó hả? À, một lát đi con sẽ hỏi bác về tại sao bác viết cái bài Chim Đắng Đót, con rất rất là yêu thích cái bài đó, rất là tình. À, thì bác lúc nãy bác có nhắc về bài Đắng Đót đó, thì con không có hình dung được và con cũng chưa được nghe cái loài chim đó. Loài chim đó ở đâu vậy bác? Không, đây là tên một loài chim. Dạ. Nó có rất nhiều ở vùng Tuy Hòa mình. À. Thì khi tôi đến đấy tôi có được nghe người ta kể lại. Nó có một cái gì? Nó như là một cái tích. À, cái sự tích. Một cái loài chim. Dạ. Là hai. Đáng đó là tên hai con chim chứ không phải một đâu. Ồ. Hai con chim là lạ lắm. Cái buổi chiều tối nào ở cái vùng đó thấy quanh là núi mà. Bên cái tiền núi, hai bên tiền núi là có hai con chim đó. Dạ. Thế một con nó đến nó kêu đắng thì mà con bên này thì kêu đó. À. Rồi hai con nó cứ kêu như thế rồi lần để gặp nhau. Đi đến lúc gặp nhau ấy thì là bình minh. Đi hết một đêm như thế. Tại sao nó không bay nó gặp nhau cái nó không hiểu được. Nó gặp nhau thì nó bay đi nữa. Thế là kết đôi đấy. Tình quá ha. À, bài đó con nghe
Thì trong cuốn băng Tắm mát ngọn sông Đào của cô Khánh Ly năm 81 cô thực hiện đó, thì lại cô không ghi là Đắng Đót mà cô ghi là Bài Tình Ca Nhỏ. Mà cái tựa nghe bác thấy như sao? Hay cũng hay. Trên núi cao kia tôi nghe tiếng con chim đắng đót kêu sương. Chim hỡi nhờ ai mà lời chim đau thương. Trên cánh đồng kia có con bướm khô cánh rơi bên đường. Nước mắt tôi khóc tràn không dập tắt được lửa tình trong tôi. Ôi có ai kia thức thâu đêm mới biết đêm sâu, mới biết tim ta là bể đau khi yêu. Như chiếc thuyền con giữa cơn sóng xô cuốn trôi vật vờ, đến lúc về đến bờ sóng xô sóng dồn chỉ còn hồn bơ vơ. Dạ, cái thời gian mà sau năm 75 đó bác, thì con thấy là có nhiều tác phẩm của bác được chuyển qua hải ngoại này, thì bằng cách nào thưa bác? Cái đó thì một phần là do những cái lúc tôi ở trong tù cải tạo ấy. Dạ. Thì thường thường gặp mấy cái tay trẻ. Ừ. Là sinh viên lúc ấy nó đi vườn viên nó bị bắt. À. Thì ở nước tù này. Dạ. Thì ở với nó thì mình nghĩ là mình chắc không còn cơ hội ra nữa. Ừ. Thì tôi chỉ lên thập truyền trên khẩu. Chứ không có viết. Không, chẳng không lấy cái gì mà biết. Đúng rồi. Không, yeah. Không lấy tao không lấy mà biết. Dạ. Yeah. Thế để nó đi được thì mà càng đưa được anh đi hay ai đấy, đi chắc chẳng hạn đấy. Ừ. Chỉ cố rồi lúc là ở bên này hết. Đúng rồi. Ừ. Họ mang đi. Oh. Có nhiều bài nó lệch lạc là vì vậy. Đúng là như vậy. Vậy là hôm nay biết thêm chi tiết là bác chỉ dạy gọi là truyền khẩu những người tù chung. Họ ra được, họ vượt biên thì họ đem qua đây để phổ biến. Thì trong đó có một bài mà hôm nay con muốn hỏi là bài Nước Mắt Cho Sài Gòn. Thì đây cũng là một trong những bài mà được truyền khẩu đi. Dạ. Thời đó người ta đặt là Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên. Thì đầu tiên là bác tập bài này cho ai rồi đem qua bên này bác? Bên này, cái bài này là do Hồ Trường An ông mang đi. Ồ. Hồ Trường An là em ruột mà Thủy. Nhà văn Tri Vũ đấy. Dạ đúng. Ông đi. Dạ. Ông ấy thì ông lại không biết nhạc nên ông nhớ đâu rồi ông sao ông hát ra rồi ghi đã ông mới chết đấy. Đúng rồi, đúng dạ. Mà lúc đó thì lại ghi là Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên chứ không phải là Nước Mắt Cho Sài Gòn. Mà cũng nhờ thêm mà tôi thoát được nhiều người cảnh họ bắt họ nghe được. À. Thì mình đã bắt nhốt trong tù rồi. Dạ. Họ nghe được kêu lên hỏi. Thế nên mình tôi nghe cái nhan đề của những bài hát thì ông biết. Ừ. Tôi là người viết văn. Ừ. Nhà đây. Thì không tôi biết. rất cẩn thận về chữ nghĩa. Ừ. Là Sài Gòn là Niềm Nhớ Không Tên, thế Sài Gòn ấy là Sài Gòn gì? À. Đấy là một cái tít nó hơi ngớ ngẩn. Có lẽ họ nghĩ rằng có lẽ đúng. Ừ, bác không thoát cái vụ đó. Chứ nếu mà để Nước Mắt Cho Sài Gòn thì chắc còn mệt hơn nữa.
Mà bác ơi, hôm nay con muốn hỏi luôn là nhiều người thời đó hát là đâu rộn ràng giọng hát Thái Thanh, thì phải là Thái Thanh không hay là Khánh Ly? Đúng đúng thì là khi tôi biết là tôi viết Khánh Ly. Khánh Ly. Dạ. Tại sao là viết Khánh Ly ạ? Vì lúc nó nhỏ tôi thân với nó lắm. Ừ. Dạ. Hình như có tập nhạc gì cho nhau phải không? Có. Dạ. Khánh Ly được cái là nó tận tình với cái âm nhạc của nó. Dạ. Nó có thể hát từ sáng đến tối rồi nó tập hát một hát được á. Dạ. Hát được. Dạ. Tại vì cái bài Nước mắt cho Sài Gòn này thì cái lời gốc đó là như là một bài thơ. Thì trong đây là tay cầm tay nói nhỏ câu gì, những quầy hoa quán nhạc đêm về còn rộn ràng giọng hát Khánh Ly. Dạ. Nó có vần của nó. Đúng. Chứ nữa tới thành thì thế mà bây giờ họ nói chung họ hát nhiều câu lắm, nhiều thứ lắm. Anh ai nhớ sao hay bịa sao thì hát vậy. Dạ đúng đúng, phải gọi là cái bài Nước mắt cho Sài Gòn này là một trong những ca khúc ở hải ngoại mà dị bản nhiều nhất, hát sai lời nhiều nhất. Đúng rồi. Dạ, bác có buồn khi mà người ta hát sai lời bài này không? Không. Khi những tác phẩm nói chung với mình buông ra thì đâu còn, nó không gần như là nó không còn liên hệ gì với mình nữa. Dạ. Nó mất rồi. Yeah. Nó thành ra của chung rồi. Thành ra càng nhiều cái đó được chả sao. Yeah. Bởi vì đã, cái bản tính nó đã đi ra rồi. Ừ. Thành ra nếu mà người ta vỡ được, người ta sẽ biết là người ta sai. Đúng. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuồn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta hỏi thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đến những ngày ôi hè phố xôn xao, trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vạn sắc màu, còn gì đâu. Cầm tay nói nhỏ những gì, những quầy hoa quán nhạc đêm về còn rộn ràng giọng hát Khánh Ly. Sài Gòn ơi, thôi hết rồi những ngày hát nhớ nhau, nhớ Phạm Duy với tình ca sâu, mắt lệ rơi khóc thua ban đầu, còn gì đâu.
Sài Gòn ơi, ta mất người, nhưng người đã mất tên, mất từng con phố đổi tên đường, khi hẹn nhau đã lạc lối tìm. Ôi tình buồn như đã sống thêm. Sài Gòn ơi, ta mất người, như người đã mất tên, mất trường xưa, mất tuổi thiên thần, hy vọng xa với mong ước gần đã lìa tan. Trăng ơi trăng, có còn trăng là sao ơi sao, sao mơ lệ nhớ. Sài Gòn ơi, ta mất người, tên như hàng cây lá đỏ trong tim, mắt trời trong cánh nhỏ chim hiền đã ngập sâu ngang môi lặng im. Sài Gòn ơi, ta mất người, như người đã mất tên, như mồ bia đã lạnh hướng nguyên, như trời sâu đã bỏ đất sâu, còn gì đâu. Là Jimmy đang cầm cái bản chính đây à, và cũng có nhiều bạn hỏi là bác có định ra sách nhạc không để họ mua, để họ để hát không, những cái bài hát không. Đúng không, tôi chắc tôi không đi nhạc đâu. Dạ yeah. Tôi chết rồi, con tôi nó muốn làm gì làm, bây giờ tôi không đi nữa. Dạ nhưng mà tác giả Nguyễn Đình Toàn thì vẫn còn ở đây, cho nên quý vị nào muốn hát với lời gốc thì cứ liên lạc tới bác để mà xin phép và hát cái lời gốc ha. Thưa bác, nhắc đến bác thì có nhiều bài mà con hôm nay cũng muốn hỏi mà con rất là yêu thích, đó là bài Căn Nhà Xưa. À, trong đó có hình ảnh của nghĩa trang, của tiếng chuông cầu kinh. Vậy thì căn nhà nằm ở đâu mà lại có cái nghĩa trang và tiếng chuông cầu kinh? Tôi ở đường cuối đường Trương Minh Giang ấy, tức là cái chỗ nhà Tân Sa Châu trên đường ở đấy. Thì ở đấy nó là cái nghĩa trang. À. Bây giờ nó thành phố rồi. Ừ. Hình như có phải là chỗ Lăng Cha Cả không ạ? Lăng Cha Cả, đúng Lăng Cha Cả đấy. Dạ. Ồ vậy là ngày trước 70 năm đó là một nghĩa trang. Ừ. Dạ. Cái vùng quanh đó là nghĩa trang. Phần nghĩa trang bởi vì bây giờ thì nó thành cái thành phố rồi. Đúng rồi, hình như đó, sau 75 thì cái khu nghĩa trang không còn nữa. Không còn nữa. Dạ. Mà bài Căn Nhà Xưa này bác phải viết sau 75 luôn hả? Sau 75 chứ, sau 75 chứ. Dạ. Mà con thấy như con nói lúc đầu đó, nhà của bác sao thấy hình ảnh nghĩa trang hương khói nhiều quá. Bác có cái sự bi quan trong âm nhạc hả? Không có. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ nhạc là cái gì đó nó cũng giống như hương khói ấy. Người đúng. Ta có thể nghe thấy, nhìn thấy, nhưng mà thực ra tất cả những cái đó nó cũng một nửa là tưởng tượng. Căn nhà xưa bên khu vườn cài,
nơi những sớm mai nằm nghe nắng giòn trên mái. Ở đó có những lũ sen bò quanh, những vết nứt rêu tường xanh, có giếng nước soi trời trong. Ở đó có lá cuốn dây ngoài sông, có gió mát đêm bình yên, có những tiếng chuông gần lắm pha hòa tiếng cầu kinh ngân nga vang qua sân giao đường. Từng ngày nghe đã quen. Như là bài Tro Tàn cũng vậy. Và bài Tro Tàn cũng có hình ảnh của nhang, của khói, của tro tàn. Bác ơi, sau năm 75 bác đi tù cải tạo đó, thì bác có sáng tác bài nào cho cô nhà mình không? Cho vợ không? Có chứ. Dạ. Có gì đó rồi tôi biết. Cái bài Cánh Nàng Xưa. Đây là cái rất là riêng tư. Tôi nói cho cậu nghe thế rồi nói. Dạ, yeah, ok. Có một cái lúc ở tù ra đấy. Dạ. Yeah. Xác thật lắm. Ai mà lúc rồi còn gì nữa đâu, nhà cửa nó tan nát hết rồi. Dạ. Yeah. Thì đấy là cái một cái quà sinh nhật. Tôi viết cho bà ấy. Oh. Hôm ấy không có sinh nhật, không có cái quà gì mà thôi tôi viết cho bà ấy. Chỗ nghe mà tức ruột. Dạ, coi như là căn nhà xưa là cái món quà mà bác dành cho bác gái. Dạ. À, bác gái cũng là một trong những nữ sinh của Nguyễn Bá Tòng ngày xưa phải không? Bá Tòng. Tại vì bạn của Mai Hương. Con thấy có bài Nếu Mai Ngày Anh Sống Sót Trở Về, thì bài đó có phải là bác viết cho cô không? Không, tôi nói là viết chung cho tất cả những người, các bà Việt Nam lúc bây giờ là chung cho như thế hết, còn gì nữa. Đã. Dạ. Như con sâu nằm trong mắt bão, anh sống sót trở về, anh sống sót trở về. Em có còn hay em đã đi? Anh cũng xin cảm ơn em, cảm ơn đời đã cho anh thấy lại những tang thương biến đổi đầy vơi. Áo rách không che hồn tới tà, lối cũ đã thay nhiều cây lá, trời đất cũng bơ vơ, chiều nhớ vẫn tuôn mưa, dòng sông dài vẫn chảy xuôi đầy đưa. Khóm liễu bên hiên nhà nghiêng ngả, lá vẫy hay tay người mừng rỡ, và nước mắt vi vu còn trong khói xanh lờ, thầm vườn trên những mái rêu hoen mờ. Thưa bác, trong bài Tôi Cố Bám, con đã nghe rất nhiều ca sĩ hát, nhưng mà con rất là yêu thích tiếng hát của cô Khánh Ly. Với cái môi trường làm trong đài phát thanh Sài Gòn trước năm 75, thì bác rất là có nhiều cơ hội để ra đi năm 75. Tại sao bác không đi mà bác lại bám lại đất nước? Đấy. Cái đó là khổ. Lúc trong những ngày đầu muốn đi nhưng mà không,
cứ dùng rằng rồi cuối cùng bị bỏ lại, tất cả bạn cả một cái rất nhiều người ở trong đó trong ngoài đó, rồi họ nhảy ra bên ngoài diễn, thế tôi rồi là định đi chung lại, nhưng mà không đi được, nó là cái số. Đối với tôi thì cái ngày đó cũng không có, tôi không thấy là thiệt thòi được các con thôi. Chứ còn tôi thấy không ngờ như thế, không được biết họ là ai cả. Kinh khủng lắm. Và cũng vì bám lời đất nước, bác đã chứng kiến và bác cũng có chất xúc tác mà viết rất nhiều những cái bài hát. Ngay cái chữ bám ấy cũng thấy là mệt nhọc lắm rồi. Đúng rồi. Bám lấy mà lấy. Mà bám vào như bám vào than ông mà vẫn phải làm đấy. Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi dù sức người đã kiệt. Bài hát đó mở đầu như là một lời cầu kinh ở trong đó. Thưa bác, trong mấy cái bài hát của bác đó thì con thấy là cái lúc ban đầu như là bài Sài Gòn Định Nhớ Không Tên thì ghi Nguyễn Đình Toàn, thì năm 79 cô Khánh Ly thâu đầu tiên, thì sau đó thì lại thấy ghi là Hồng Ngọc nữa. Hồng Ngọc, những cái bài như là Bài Tình Ca Nhỏ hay là Tôi Cố Bám, thì Hồng Ngọc là tên của bác hay là sao? Hồng Ngọc là cái tên lúc tôi còn ở Việt Nam. Cái tên đó sau 75 thì để ra ngoài này họ có hát họ nói lên thì không biết ai cả. Bác không bị làm khó. Như Nguyễn Đình Toàn trong bài Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên thì có bị bắt hay là có bị nói gì không? Đấy thì cái lúc ở bên này nó là một bài Niềm Nhớ Không Tên đấy. Dạ. Đã Sài Gòn lại còn Niềm Nhớ Không Tên là cái gì? Nhưng mà cái Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên khi mà bác đưa cho bác Hồ Trường An thì bác Hồ Trường An lại đem qua Pháp cho ông Võ Văn Ái gì đó phải không? Đúng rồi. Jenny Mai là người hát đầu tiên. Dạ đúng. Rồi cô Khánh Ly cổ tự ý của Sử Hành Thái Thành. Không, cái kia nó vỡ rồi kìa, nó thích quá. Lúc bây giờ thì nó thích cần bài quá này, nó hát rồi nó mới trao cho Khánh Ly. Nhưng mà đến Khánh Ly thì nó mới nổi bật lên. Đúng. Khi mà bác nghe đầu tiên đó mà hát sai Thái Thanh như vậy đó thì bác có gọi qua hay là email hay là viết thư qua? Đang ngồi trong tù nó sáng tạo liên lạc được. Dạ, đúng là như vậy. Trong các bài hát của bác thì con còn thích một bài là bài Mai Tôi Đi. Bài đó bác viết trong hoàn cảnh như thế nào? Đấy, cũng tất cả cái đó là viết trong tù hết. Khi mà bác về nhà, bác có viết tiếp không? Không, viết cũng có viết tiếp. Ví dụ như là bài
canh xưa. Ừ, là cũng người ở nhà mới viết. Ừ. Mà viết có ghi lại trong sổ không hay là tự nhớ? Không, ở nhà thì dễ. Ừ. Nhưng mà cũng không dám đến bởi vì nó khám nhà hoài à. Dạ. Những người như những người như tôi cái ngày đau khổ lắm. Nó để ý quá này. Dạ. Thành ra nó hành ghê gớm lắm người. Trong cái công an cho đến bây giờ tôi vẫn còn sợ mà. Cái ám ảnh. Nó ám ảnh kinh khủng lắm. Dạ. Tôi có cô bạn dược sĩ cô đi sang đây được. Cô bảo lần đầu tiên em về thăm Việt Nam. Em bước ra khỏi cái cánh cửa máy bay em trông thấy công an đứng đầy bên dưới em đánh rơi cái vali luôn. Sợ quá. Sợ quá. Dạ. Sợ đến như thế. Dạ. Mà đấy là người ta chỉ là người đàn bà bình thường không có dây dưa gì mình bao nhiêu là chuyện dây dưa thì dạ. Không có hy vọng gì họ không có hy vọng gì sống hết. Dạ dạ. Mà con có nghe bác kể chi tiết là bác ở đâu trong một cái phòng thì bác phải viết lên trên tường là khi nào nhớ đó. Đúng. Cái là tường nào? Tường nhà tù. Phòng giam thì mình nghe. Ồ. Nơi này viết xuống dưới chân kia. Dạ. Yeah. Cái thuộc thì xóa đi. Phải tự nhớ. Nhớ. Bác có khi nào bị biệt giam không hay là chỉ là chung biệt giam hoài chứ. Dạ. Mà trong cái thời gian mà bác bị tù như vậy là kéo dài suốt 10 năm hay là bị từng chặn một? Hai chặn. Tôi bị hai lần, tôi bị bắt hai lần. Dạ. Là 3 năm. Làm từ 76 hả? Dạ. Dạ. Bác gặp những ai trong nhà tù, những bạn văn của bác có gặp ai trong đó không? Không, lúc tôi trong đó cũng gặp, nhưng mà thường nó đổi phòng lắm. Không giỏi chung. À. Sao mình ở gần nhau mình bàn chuyện này chạy ra chạy cả trốn chạy rồi hay là viết lách cái gì bàn bạc với nhau nó thật tình em nó theo ghi luôn. Dạ. Ở nhau nhiều nhất là 6 tháng đến 1 năm nó đổi vòng. Dạ. Như là thường thời đó bác ở chung nhà 6 tháng tới năm những bạn văn nào? Chưa tôi không ở với nhau văn nào ạ. Dạ. Đâu ở chung với ông Duyên Anh hay là Nguyên Duyên? Không, Duyên Anh đưa đi chỗ khác rồi. Dạ. Vẫn còn trông thấy. À. Tình trạng nó cho ra phơi nắng ấy. Vẫn còn trông thấy nhưng không nói chuyện được. Dạ, dạ. À, như trong bài Hãy thắp cho nhau một ngọn đèn thì con thấy có cái câu là chôn nhau xong làm chỗ nhớ ai nằm. Là sao con không hiểu cái câu đó? Ở trong đó lúc chết ấy thì trong tù đó. Ừ, thì nó bắt chính tù khênh nhau ra đi chôn. Rồi cũng lấy chính tù là những người đào ra cái lỗ chôn đó. Ừ, không có quan tài. Làm gì có. Có cái áo, cái quần gì mặc ở trên người thì nó mặc vào đấy, ra nó thả đấy, nó vùi. Cứ có vậy đó. Dạ. Rồi có bia mộ gì không hay làm sao bạn mà biết? Không lấy, vậy sao xây làm gì có. Anh người ta mới biết là đến đêm treo trên một cành ngang chôn nhau xong làm dấu nhớ, chỗ ai là mình làm dấu nhớ. Cắm cái cây xuống, làm như cái thay da đó. Dạ. Để đánh dấu, nhưng mà mình biết ngay mình sau đó thì là cái đó nó sẽ mất đi chứ làm sao nó còn được. Dạ, dạ. Nếu không có cái kỳ gì khác thì đã để lên đá một cục đá và gạch cái này cái gì đó. Dạ. Đêm quê hương, đêm treo trên một cánh ngang, chôn nhau xong làm dấu nhớ chỗ ai nằm. Cơn mưa giông, đêm qua đông trời lạnh lắm, gió khắp bốn bề cây rừng, núi run hình bóng. Mai rạng đông đến lượt ai đem chôn, hãy thắp cho anh một ngọn đèn, rút tình đời mong manh, lòng chẳng còn trông mong gì nữa. Hãy thắp cho anh một ngọn đèn, tình còn là tin nhắn, chẳng còn đèn sẽ soi cho anh một ngọn đèn,
đêm một mình trong đêm, anh tưởng nhìn ra em còn hơn. Hãy thắp cho anh một ngọn đèn, một ngọn đèn tai biến, một ngọn đèn tóc tang rừng rừng. Lúc mà thời gian bác ở trong tù thì sức khỏe của bác như thế nào? Ui, tôi ốm hoài. Chết lên chết xuống hoài. Dạ. Tôi cũng không hiểu tại sao mà tôi sống được. Tôi cứ ngày xưa tôi yếu đuối lắm. Dạ. Sức khỏe yếu. Dạ. Thì cho nên cái bài Hãy thắp cho nhau một ngọn đèn như là một cái nhật ký của bác viết lại cái hoàn cảnh ở trong tù. Dạ. Rồi bài Mai tôi đi. Đấy tình ca là cái cớ đó tôi có viết cái bài mà vậy. Yeah. Dạ. Ta có thở khói thương nhau đó. Tình của như nhang tàn thật. À, như nhang tàn. Mấy câu đó phải trải qua những cái đau đớn mới biết cái câu này nó như thế nào. Dạ. Yeah. Và nếu không thì hay là như cái bài Lá vàng nụ vàng ấy. Nụ vàng. Dạ. Thì con Việt Nam phải nhớ là khi đi về Việt Nam bây giờ, đi trên đất nước mình ấy, chỗ nào có thể là dẫm lên mặt người chết nằm lên ghế. Người chết nhiều quá. Dạ đúng nhỉ? Rồi. Dạ. À, trong bài Mai tôi đi thì Mai tôi đi vào sương đen. Bác đi đâu mà lại đi? Sương đen. Sương đen, dạ. Thì vượt bên chứ còn đi. Oh. Thì phải trốn chứ. Dạ. Sương đen chứ không phải là sương đêm. Dạ, sương đen. Ừ. Dạ, đúng là như vậy. Mà bác có đi vượt biên sau khi ra tù về không? Đúng. Không được, không đi được. Bị bẫy. Tức là cái bệnh mạnh hết rồi. Ừ. Mà thường là người ta đi tù thì 3 năm là được đi HO. Thì bác khi ra khỏi tù thì qua Mỹ này năm mấy? Phải đi HO không anh ạ? 99 là mình qua đến đây. Đi trễ quá vậy. Thì đến 99 thì con tôi nó bảo lãnh em mới đi được. Còn cái giấy tù của tôi nó đâu có cho đi. Dạ. Vậy là đi theo dạng bảo lãnh. Bảo lãnh. Dạ. Cũng không được đi theo cái dạng mà ODP. Không. Dạ. Thưa bác, bài Mai tôi đi thì con nghe con rất là xúc động với cái câu là cho quê hương u mê ngày thức tỉnh. Cái câu đó là khốn khổ nó tra tại nhân tra khảo tôi kinh khủng lắm. Ôi vậy hả? Dạ. Yeah. Là bác làm từ cũng ở trong nước luôn. Rồi thì ở bên ngoài nó phát là mình trong đó nó có ngày nó thu lại hết chứ. Dạ. À, trong các bài hát của bác đó thì khi qua hải ngoại này thì con thấy cô Khánh Ly có thâu hai cái CD là Hiên Cúc Vàng và Mưa Trên Cây Hoàng Lan. Đây là xem như 20 bài hát tiêu biểu của Nguyễn Đình Toàn. Mà con còn được biết là bác không chỉ có 20 bài này đâu, nhiều lắm. Nhiều lắm. Tại sao bác không có phổ biến thêm hoặc là... Thế là bây giờ chơi mấy tụi ca sĩ bên này cũng khó khăn lắm. Dạ. Ca sĩ mình chơi với nó đấy, mình đưa nhạc cho nó nhát là nó mừng lắm. Nhưng mà dạ. nó cũng trả tiền mình tác quyền. Dạ. Là đứa thì nó trả 200, 300, đứa thì trả 500. Nhưng cậu thuê nó hát, cho cậu một bài nó đòi 5.000. Dạ, dạ, đúng. Thế rồi. Bây giờ một bài hát như thế này mà bây giờ 5.000 bài mà cậu làm 10 bài mới hết 5 tuần thì mình lấy tiền đâu. Đúng rồi, lấy giống bây giờ. Dạ. Anh ấy không làm nữa là vì vậy. Dạ. Mà nó vô lý. Dạ. Nếu không có bài hát đó, chúng nó lấy gì nó hát. Dạ. Nên tất cả nhạc sĩ đều không cho hát thì nó chết thì mình đâu có chết đâu. Dạ. Làm cái bài mới là cái chuyện khó, cái chuyện hát thì nếu không có lớp này thì lớp khác nó sẽ hát à. Dạ, không đúng. Sao hết. Dạ. Nhất là những thế hệ trẻ người ta cũng đúng tìm rồi, đến nhạc dạ. của bác. À, con còn thích một bài mà hôm nay muốn hỏi luôn là Tuổi Xanh Như Ngày Nắng. Ừ. Dạ. Người Xa Như Hình Bóng. Tuổi xanh như ngày nắng đấy, trông ra đã xế chiều rồi. Nó không được bao lâu. Dạ. Nghe cái bài này cũng như là một cái lời gì đó tự sự của bác ha. Đúng rồi, nó
tôi có khuyên những cái người lúc bây giờ ta bỏ nhau mà. Nếu có đau thì hãy đau ngày xa nhau chứ đừng đau nữa này, bỏ nhau. Hay quá. Thưa bác, hôm nay con rất cảm ơn bác đã dành cho con một cái buổi nói chuyện hôm nay. Nói về rất ít những tác phẩm của bác thôi, nhưng mà giúp cho khán giả hiểu rất là nhiều. Thì con đang cầm trên tay đây một cái tập thơ Nguyễn Đình Toàn, thơ và ca từ. Thì cái tập này bác đã phát hành chưa? Chưa. Dạ. Đây là bản duy nhất. Bởi vì cái Thành Tôn nó cắt từng tờ đóng tay cho tôi đấy. Dạ, dạ. Bây giờ chỉ có in ra thì bây giờ chỉ cần, tôi thấy cái này cũng được, chỉ cần cái bìa này. Dạ. Làm lại cái hình này, tôi cũng không thích cái hình lắm. Dạ. Tôi muốn chữ không ấy. Dạ. Thì trong đây con thấy có những bài thơ và cũng có những cái bài hát mà bác làm thơ luôn đúng đó. Đúng rồi. Vậy thì thường ngày xưa là bác sáng tác nhạc đó, là bác làm lời, làm thơ trước hay là làm nhạc? Không, làm thơ nó không dây gì đến nhạc cả. À. Như là những cái bài hát như thế này là bác phải làm nhạc trước rồi. Làm lời trước thì nếu mà làm trước thì tôi phổ luôn. À. Phổ nhạc luôn. Dạ, đó, dạ. Không phải đấy. Mà bác biết chơi nhạc cụ nào không? Tôi cứ chơi cái guitar nhưng mà chơi thường thôi. Dạ. Con tôi thì nó giỏi, nó đánh. Thế nên tôi làm xong rồi thì muốn nghe thì bảo nó đánh cho nghe được. À, dạ. Mà cái thời gian mà lúc mà xong vừa 75 đó, thì bác sáng tác nhạc thì bác có học nhạc solfe từ ai không? Không, solfe tôi học từ lúc tôi còn nhỏ. Ừ. Dạ. Cũng phải biết ghi được chứ. Đúng. Dạ. Với lại cái môi trường làm trong đài phát thanh ngày xưa ha. Dạ. Hôm nay cảm ơn bác thật là nhiều. Chúc bác thật nhiều sức khỏe. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi. À, quý vị đã cùng nghe những tác phẩm của Nguyễn Đình Toàn. Và chúng ta sẽ còn yêu thương những tác phẩm này trong những ngày tới. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mai tôi đi, tôi đi vào sương đen, sương rất độc tầm vào người nỗi chết. Quê hương ta sống chia dòng vĩnh biệt, chảy về đâu những nước mắt đưa tin. Mai tôi đi mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. Ta chia tay, ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. Mai tôi đi như máu chảy ngoài tim, xin khấn nguyện cả mười phương tám hướng cho quê hương u mê ngày thức tỉnh, để dù xa có chết cũng vui mừng.